Ủa anh Long. Ủa Đại Nghĩa. Ủa ủa làm gì trong đây vậy? Tập tạ vô viên vô phòng tạ tập tạ chứ không lẽ vô phòng tạ chơi bánh đũa. Lâu quá tôi mới gặp chú nha. Đi dạ. Đi ra đây, đi ra đây uống cà phê tôi đi. Lâu quá mới gặp chú nè. Sao lúc này cũng ở chỗ cũ phải không? Dạ. Chưa có vợ con gì phải không? Chưa. Lúc này làm ở đâu? Dạ em làm trong bệnh viện á. Làm bệnh viện? À đúng rồi tôi nhớ, hôm trước chú có gửi thơ tôi chứ đó làm bệnh viện. À nhưng mà học ngành y đúng không? Dạ. Thôi cũng được, xin chúc mừng trời Phật hộ độ cho chú. Nhưng mà lương tháng bao nhiêu? Không biết anh ơi. Trời đất ơi, đi làm mà không biết lương tháng bao nhiêu, vậy đi làm chi? Sao biết được, mới vô làm 8 giờ sáng 10 giờ trưa bị đủ việc rồi sao biết. Vậy 8 giờ sáng vô làm việc, 10 giờ trưa bị đuổi. Dạ. Thôi tôi hiểu rồi, chắc cái này làm biếng nè, làm biếng nên vô bị đuổi phải không? Không có, em siêng lắm đâu có làm biếng đâu. Nhưng mà bị gì à? Em phạm một cái lỗi lầm bé bé xinh xinh nên bị đuổi. Trời, lỗi lầm bé bé xinh xinh bị đuổi. Ê chú nói thử tôi nghe coi, cái lỗi lầm mà bé bé xinh xinh của chú làm sao mà bị đuổi vậy? Đó anh coi đó, bác sĩ bảo em mang hai con chuột bạch xuống dưới phòng A để làm thí nghiệm, rồi sau đó đem hai viên thuốc xuống dưới phòng B để cho bệnh nhân uống, rồi dặn bệnh nhân uống là ngày hai lần, mỗi lần một viên. Rồi chú làm đúng theo lời bác sĩ? Thì đúng chứ sao không, em làm đúng như lời dặn của bác sĩ nghe. Mang hai viên thuốc xuống phòng A để làm thí nghiệm, rồi sau đó đem hai con chuột lên phòng B, dặn bệnh nhân uống một ngày hai lần, mỗi lần một con. Ủa sao ói vậy? Trời ơi, tao nghe mà cái mặt tao nó xanh dờn, ối nó mặt xanh luôn này. Trời ơi, trời ơi trời, nghe mày kể tao vô cùng xúc động cho mày. Mày bị đuổi là phải rồi. Trời ơi, nỡ lòng nào. Bệnh nhân, mày bảo bệnh nhân uống chuột một ngày hai lần, một lần một con. Trời ơi, bị đuổi là phải rồi. Thôi đi. Nói cho anh nghe, anh không chia sẻ thôi, anh còn cười tôi nữa. Anh đừng có chọc quê tôi. Ủa mà anh có việc làm ổn định chưa mà anh cười? Trời, ngon lành hơn chú mày nhiều nha. Công ty tiếp thị nghe. Hả? Công ty tiếp thị? Chà, đã ra. Thuốc lá hay là rượu mạnh vậy? Mắm rút. Trời, nghe cái tên không muốn khát nước rồi đó. Nói chơi thôi, chứ là giám đốc công ty xuất khẩu. Tôm đông lạnh phải không? Tầm thường. Hay là canh sơn mài? Tầm thường. Vậy là anh xuất khẩu gì? Giấy tiền vàng bạc. Rồi anh lấy anh đốt anh cúng anh luôn hay sao hả? Mày đừng rủa tao chứ mày. Nói đùa cho vui thôi. Đang thất nghiệp, nhờ anh giúp đỡ, chọc ghẹo tôi hoài. Sao thất nghiệp phải không? Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho chú em mày á, việc làm công việc nhẹ nhàng thoải mái, một tháng lấy 500 đô. Anh nói sao? Giới thiệu việc làm cho tôi, công việc nhẹ nhàng thoải mái, một tháng 500 đô. Ừ. Trời đã. Ở đâu ạ? Chú em biết ngã sáu Phù Đổng Thiên Dương không? Biết sao không biết, chỗ có cái tượng ông Phù Đổng cởi ngựa sắt bay về trời đó. Đúng rồi, đúng 12 giờ trưa chú em ra đó làm, lấy một tháng 500 đô. Trời đã quá. Nhưng mà làm gì vậy? Giữ ngựa cho Phù Đổng đi ăn cơm. Dù gì ngựa bằng đá, giờ không giữ cũng có ai tới dắt đi được đâu mà giữ. Anh này nha, đừng chọc ghẹo tôi giận anh luôn á. Thôi nói đùa cho vui giận hoài. Nhưng mà nó hỏi thiệt chú nè, hôm nay tôi thấy chú có vẻ mặt mày đăm chiêu không, mà khổ gì đó nói tôi nghe coi. Thì đó, tôi khổ hết sức luôn vậy đó. Anh coi, tôi có một nhỏ bồ đẹp bá cháy bỏ chét luôn nghe. Bữa nay á, nó bảo em qua nhà cho ba má nó coi mặt. Sao không qua, đứng đây làm chi? Bị gì em ngại. Qua bển rồi bà già của nó mà biết em thất nghiệp, bà không có chịu gả con gái bà cho em. Bị gì bà sợ con gái bà ứng vô cái câu người ta nói hồng nhan bạc phận đó. Ôi xưa rồi Diễm, hồng nhan bạc phận là ngày xưa kìa. Còn bây giờ á, nó thiệt với chú em mày nha, hồng nhan bạc triệu á. Hồng nhan bạc triệu là sao? Thì đó chú em mày thấy đó, mấy cô gái mà đẹp đẹp đi thi hoa hậu đó, khi mà đạt được cái vương miện hoa hậu rồi, tao nói thiệt mày nha, tiền vô như nước mày ơi. Những cái biểu diễn thời trang đó nha, mặc chiếc áo dài rực rẫy nha, bước lên sân khấu mà chỉ cần sàn tới sàn lui, hất cái tóc cười mím chi một cái hả, lấy 10 triệu. Wow,
mặt có cao dài thôi, sàng qua sàng lại cười cái lấy 10 triệu vậy hả? Ừ. Đã quá ta. Chưa đâu, còn nữa. Mặc đồ tắm nha, đồ tắm nha, hai mảnh thôi. Bước lên sân khấu cũng đi tới, sàng lui, sàng qua sàng lại, lấy 20 triệu. Wow, mặc đồ tắm hai mảnh, cũng sàng tới sàng lui lấy 20 triệu vậy đó hả? Trời ơi, công nhận làm gái đẹp sướng ghê luôn nha. Thấy chưa? Áo dài 10 triệu, đồ tắm 20 triệu, không mặc đồ. Nhiều. Vô Chí Hòa ở. Trời ơi má ơi má, trời ơi cái đó là phạm thuần phong mỹ tục rồi. Văn hóa đồ trị biết không? Tôi nói cho ông nội nghe nè. Vì lý do thất nghiệp mà buồn phải không? Dạ. Bây giờ nè, chú muốn tôi giúp cái gì? Bữa nay nè, sẵn dịp sinh nhật của nhỏ bồ em muốn anh là có thể mà đi theo em tới dự tiệc được không? Dự tiệc? Dạ. Tưởng chuyện gì chứ đi ăn là tao sẵn sàng thôi. Trước ăn, nhưng mà sao anh còn phải giúp em việc nữa đó. Giúp sao nó nghe coi. Thì anh tâng bốc cái vai trò của em lên chút xíu, để cho bà già của nhỏ bồ em thấy em có vẻ là giàu có, đặng bà gả con gái của bà cho em, rồi em đội ơn anh nhiều lắm. Muốn gì cũng đền ơn cho. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu ý chú rồi. Chú em mày mặc cảm, sợ qua bên đó bà già vợ tương lai phát hiện chú em mà thất nghiệp ăn không rồi rồi, bà sợ con gái bà khổ phải không? Dạ. Thành thử với chú em kêu tôi qua tân bốc. Ví dụ bây giờ nói chú em nói vai trò thấp, tôi tân bốc lên vai trò cao lên. Dạ đúng không? Rồi. Tôi ví dụ chú em nghe nha. Dạ dạ. Bây giờ qua đó nè, thì chú em khiêm nhường cho em nói, dạ thưa bác, giờ con là công nhân. Cái tôi nói nè. Chứ không có đâu bác ơi. Trời ơi, sao bác tin ảnh là công nhân? Một cái người đẹp trai cao ráo sang trọng như vậy mà công nhân gì? Xin tự giới thiệu với bác, ảnh là giám đốc. Trời ơi hay quá. Đúng rồi. Đúng. Đó, cái chú qua là chú nói à. Dạ thưa bác, con đi xích lô con qua đây. Cái tôi nói nè. Trời không có đâu bác ơi. Trời ơi, bác sao bác tin tưởng một cái người mà giám đốc sang trọng vậy mà đi xích lô qua? Dạ thưa bác, anh đi Mercedes Camry đời mới. Trời ơi hay quá anh ơi, anh đúng là ông anh tốt của em anh ơi. Đó, cái chú mày nói nè. Dạ thưa bác, con làm lương một tháng 100 ngàn. Cái tôi nói nè, trời ơi bác, có đừng tin, trời một cái người giám đốc sang trọng vậy mà làm lương một tháng 100 ngàn thì làm sao mà nuôi vợ nuôi con được. Dạ thưa bác, anh làm lương một tháng 100 triệu. Đúng rồi, anh cứ nói mà từ số nhỏ tới số lớn cho tôi. Đó, thấy chưa, mày thấy tao thông minh không? Hay tao quá. Nói mà từ con số nhỏ lên số lớn mà. Cái mày nói, dạ thưa bác, dạ con năm nay con 30 tuổi. Cái tao mới nói nè, trời không quên bác ơi, một cái người đẹp trai gì mà 30 tuổi bác tin. Dạ thưa bác, anh 300 tuổi. Vô duyên, người với bộ quỷ sao 300 tuổi? Thì tao nói mày rồi, mày kêu tao tân bốc số nhỏ số lớn. Không phải, anh nói cái vai trò chức vụ thôi, nói tuổi tác làm gì. À vai trò chức vụ hả? À, thì mày nói dạ thưa bác, con là giám đốc. Thì tao nói không đâu, dạ thưa bác, ảnh là ăn cướp. Nít, tin không, tôi giả chạc mặt anh vợ. Tự nhiên nó ăn cướp. Anh phải thương cho em, tìm tình yêu, vất vả, nó khổ sở lắm anh biết không? Đúng, chú mày nói đúng. Qua cái tình cảnh của chú mày, tao mới thấy tình yêu rất là vất vả. Sao? Anh cũng có cái tình yêu vất vả khổ sở nữa hả? Đúng. Nói mà tao nói thiệt. Nhớ tới tình yêu của tao, tao khổ. Tao tủi. Thương nè. Khổ lắm. Nó nín nè nha, chỗ thương nè, cho miếng sữa bú nè. Nó. Mày! Mày làm như tao con mày á. Ai biết đâu, tự nhiên thấy anh khóc quá à. Thôi được rồi, giờ nó khổ làm sao, nó vất vả làm sao, anh kể cho em nghe thử coi. Số là như vậy. Sao? Chuyện gì? Nói đi. Kiếm gì vậy? Kiếm ai? Dạ em kiếm cái anh giang hồ. Giang hồ nè, kiếm đâu dưới vậy? Ủa? Hồi nãy giờ là cái tiếng nói là của anh hả? Ủa? Làm gì cười? Mày mắt đằng dưới hả mày cười? Nín đi! Cái gì? Anh cứ nói. Em nghe cái giọng của anh. Giọng tao sao? Trời ơi, anh tưởng tượng một cái người mặt mày bậm trợn gai góc như anh vậy mà nghe cái giọng vô duyên. Mày nín không, tao quánh mày à. Em xin lỗi. Bẩm sinh trời cho giọng vậy thì nói giọng vậy chứ biết sao bây giờ. Anh ơi, em xin lỗi anh.
Nghe cái giọng của anh nãy giờ em cứ tưởng bà ngoại của vợ bạn em. Mày mà còn cười nữa là tao đi về á. Anh đừng về. Em không cười, em cười. Để em nói. Chuyện gì? Dạ. Nói đi. Rồi coi giúp được rồi tao giúp cho. Nữa mày cười nữa. Anh đừng có nói. Em nghe cái giọng anh là em mắc cười. Em xin phép anh cho em. Em đừng có giở mặt anh nha. Giở mặt anh em chịu nổi. Rồi mày quay mặt bên kia mày nói đi mày. Dạ thưa anh. Dạ số là như vậy. Em á, có một người bạn gái cùng hát chung ở trong cái quán bar. Cái anh biết không, cô ta dễ thương lắm. Em yêu cô ta say đắm, cuồng nhiệt luôn nha anh. Yêu lao đao vất vả và đầy tâm huyết nha. Dạ hôm nay em quyết định đầu tư vô cuộc tình này. Dù mà tốn bao nhiêu tiền em cũng chịu, miễn sao em chinh phục được trái tim của nàng. Được rồi. Vậy chứ cô ta có yêu chưa mày không? Anh ơi. Gì nữa? Anh xuống tông giùm em. Anh cứ leo lên chút lúc trên ngọn cây mà em dới theo ông tới. Được rồi, để từ từ ta xuống. Vậy chứ cô ta có yêu chú mày không? Dạ. Dạ. Dạ không. Không yêu. Không yêu mắc gì mày mà mày phải đầu tư. Dạ thì tại vì mỗi lần hát chung á, cái em thấy cô ta nhìn em cười cười á, cái trước khi về nhà á, cô ta còn thưa à, thưa anh em về. Dạ như vậy thì em nghĩ chắc cô ta yêu em rồi. Vậy chứ bây giờ kế hoạch của chú em mày ra sao mày nói cho anh nghe. Em chịu không nổi. Bình tĩnh đẹp thôi. Dạ thưa anh, dạ kế hoạch của em vậy. Người đẹp của em á, nàng thường hay đi ra cô ra vô công viên tập chạy bộ. Em muốn á mấy anh giả bộ chạy ra hành hung nàng. Em sẽ nhảy vô em can thiệp. Em đánh mấy anh bỏ chạy. Cái để cho nàng thấy em là một người đàn ông lý tưởng, luôn luôn bảo vệ em và tôi. Hiểu rồi. Chú mày muốn làm anh hùng giải cứu cho mỹ nhân có phải không? Dạ đúng rồi. Bắt buộc tụi tao phải chịu đấm ăn xôi chứ gì. Dạ. Thôi được, tao sẽ giúp chú mày. Dạ bao nhiêu anh à? 10 triệu. Dạ bao nhiêu anh à? 10 triệu. Anh xuống xuống em mới nghe rõ. Thôi được rồi, để tao kéo cái giọng tao xuống chút xíu cho mày nghe nghe không? Dạ. 10 triệu. Trời, 10 triệu. Anh ơi. Ừ? Sao cái chữ này anh nói rõ quá vậy? Tiền mà mày. Nói không rõ sao mày biết đường mà mày trả tiền cho tao. Anh ơi, sao mà mắc quá vậy? Mắc mỏ gì? Mày không nghe tao nói cái câu hồng nhan bạc triệu hả mày? Anh ơi, em nói mà anh thương nha, thông cảm cho em nha. Em mượn tiền góp có 5 triệu à. Mấy anh thương giúp em đi. Lấy 5 triệu đi mấy anh. Em lùn, đánh không có đau đâu. Mấy anh ráng giúp giùm em nha mấy anh. Thôi được, thấy chú em mày cũng thấy thương. Tao sẽ giúp mày. Nhưng mà nhớ xong việc là mày phải chung 5 triệu nha mày. Đúng là hồng nhan bạc triệu. Trước kìa, trước kìa, mồi ngon vậy. Mày coi tao à. Mồi ngon kìa. Quèo ơi. Chị anh nè. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Bắt được rồi! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Buông cô ta ra, mất mấy thằng mất dạy! Quả!
Lớn mà ngu, lớn mà ngu, ngu nè. Trời ơi, còn pha phấn nữa làm như chơi bia. Trời ơi, còn nắm nữa.
Trời canh nữa, trời ơi còn canh nữa, trời ơi thằng này lục khó canh quá, bắn bắn đại đi đừng dám. Đúng rồi, trời ơi bắn đi còn đo nữa. Đo mày, anh đo nó chính xác mày. Đúng rồi, đây lấy mép mày luôn nè đại ca, lấy mép mày luôn, đang cầm luôn ở đây. Trời ơi được không mày, buông ra đi, buông ra chết con rồi má ơi. À rồi mà không có chuyện đâu. Tự thằng lùn đâu mà bay, sao thấy tôi bay không vậy? Em à, đừng có nhắm em nữa, chạy xuống giữa bên gặp con lùn đấy rồi. Mặc đi quá, người ta là được rồi.